Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã tạm chia tay với cô gái ở ô số 1. Và mỗi cái ô ngày hôm nay ở đây sẽ là mỗi mảng màu. Và để xem ba cô gái còn lại sẽ như thế nào, hãy cùng đến với vòng thứ hai mang tên Đi tìm tần số. Và đến với vòng 2 này thì chúng ta sẽ được khám phá bên trong chiếc điện thoại của ba cô gái ngày hôm nay. Xin mời ba chiếc điện thoại. Cô gái số 2 y như vậy, cô gái số 3 y như vậy, cô gái số 4 khác như vậy. Cô gái số 3 khác nha, hồi nãy là hai chân, giờ có 1 chân à. Ý là tập yoga thôi, giống nhau. Rồi, xin mời ban cố vấn và chúng ta sẽ khám phá thay cho hai chàng trai trên đây. Để hai chàng trai hiểu hơn về bên trong chiếc điện thoại của ba cô gái như thế nào. Mình coi cái nào trước ạ? Mình coi bạn số 3 ba đi, để coi bạn có những cái hình ảnh mà bình thường không. Tại vì nãy giờ mình thấy nhào lộn nhiều quá, mình không biết khi mà bình thường thì cổ sẽ như thế nào. Bạn số 3 ơi, cho chúng tôi xem hình ảnh của bạn nha. Lướt những cái lướt, góc lướt, hình lướt đi, mình lướt, đó. Lướt, đúng rồi, coi cái đó. Em gì mà đông dữ vậy em? Áo dài. Áo dài gì mà đông xuống ở lại? Ở dưới. À. Rồi, vàng đó, đúng rồi, có hoa hai bên đó. Áo dài đó. Cái này là em đi thi áo quá. Dài bên quận 5. Duyên dáng. Áo dài quận 5. Hết hồn, tưởng nói là em. Từ đó chị gái đến chị em gái nha. Vậy đó, rồi chị gái thì sao? Nhưng ủa mấy cái bảng gì vậy cưng? Bài tập đó. Dạ cái này là em anh văn ấy, em đau về để học thôi ạ. Qua anh tắm nữa đi, thấy tắm đứng cao cao đẹp đó. Đó. Thấy được cái dáng bình thường rồi đó. Này em đi trong trên Đà Lạt hả? Cái này trong đồi thông ở trên em ạ. Anh có hình ba má em. Dạ có một tấm duy nhất à. À, mẹ không, ai, làm mẹ của em thôi ạ. Bà hả? Đây là mẹ em. Mẹ em có tập yoga không? Dạ có tập ở quê ở nhà. Em về em chỉ phải không? Dạ đúng rồi. Ở cho coi cái giờ báo thức của em đi. Wow, vậy 5 giờ 6 giờ 7 giờ 5 giờ là em đi dạy yoga, còn 7 giờ là em đi có em đi em làm ở bên trung tâm đàn nữa, em vừa học và vừa dạy đàn ở bên đó. Rồi xong. Mình coi qua tới bạn số 4 rồi. Ghi chú đi em. Đối với em á, cuộc sống là phải có tình yêu. Ghi chảnh kìa. Trời ơi mà sao thoại mạnh bảo vậy? Đối chúng ta gặp nhau từ trước. Từ cái hồi mà gì mà chị Giang. Có chị Giang. Mà chị Giang. Đi tìm sự hợp lý cho một lý do hành động đi. Rồi, cảm ơn bạn số 4. Chúng ta sẽ xem cho hình đi em số 2. Tại vì em thỉnh thoảng hay lên mạng coi cái này cái kia rồi đọc quá thấy hay á, rồi em chụp màn hình em luôn. Câu nào hay nhất em mở lên cho chị coi. Em tâm đắc nhất câu nào nè? Hay đọc tư duy nhanh chậm. Nhanh và chậm. Chắc chuẩn bị nói lửa đi biển. Thôi cuộc gọi gần đây đi. Em ơi, hết ra đi. Thấy là bạn này bạn rất là ngăn nắp, tại vì cái điện thoại ở trong đó được sắp xếp rất là gọn gàng. Em có hay làm việc này không? Dạ có. Ở trong trong nhà em thì em có hay dọn dẹp không? Cũng có, nhưng mà tại vì thường là chủ nhật với lại một ngày giữa trong tuần, một tuần hai ngày. Ba bạn ở trên đã chia sẻ rồi, bây giờ mình sẽ coi ba bức hình ha, để xem là có thêm nhiều sự gợi ý hay không để mình quyết định. Rồi xin mời ba bức hình. Dạ đó, rất chân thành. Ơi cái bờ ơi. Còn bây giờ thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau nghỉ giây lên phút nhé, để hai chàng trai của chúng tôi sẽ có thêm thời gian suy nghĩ. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình là hai bạn cảm thấy ấn tượng với bạn nữ nào trong số ba bạn nữ còn lại. Tiêu chí của em chọn bạn gái thì em vẫn giữ nguyên ý định ban đầu là bạn Quỳnh Hậu. Vậy thì chúc mừng Quỳnh Hậu. Còn chàng trai
Cần Minh Sù đây, Tư ơi, em bạn quyết định là ấn tượng với bạn nào? Em vẫn ấn tượng với bạn số 3. Dạ, chúc mừng bạn số 3. Nhưng mà chúng tôi cũng xin được thông báo với hai bạn, từ giây phút này hai bạn không còn quyền gì nữa cả. Bởi vì phần cuối của chương trình thì chính hai cô gái của chúng tôi bên trên kia sẽ có quyền là sẽ gọi điện thoại cho các bạn hay không. Nhưng trước hết thì chúng ta hãy cùng nhau mời hai bạn lên sân khấu để làm gì, xem ảnh thật của ba cô gái. Xin mời. Và dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được quay lưng lại nhé. Và chúng tôi sẽ mở cho tất cả mọi người ở đây thấy ba bức hình thật của ba cô gái phía trên. Không được xoay lưng lại nhé, cho dù ở đây có chuyện gì xảy ra. Ok, đồng ý không ạ? Xin mời ba bức hình. Wow, đẹp quá. Wow, xuất rất đẹp. Bạn số 2 như thế nào ạ? Số 3. Số 4. Chắc của hai bạn như thế nào khi lắng nghe những tràng pháo tay dưới đây? Em thì em thấy tràng pháo tay của em là lớn nhất sau bạn số 4. Em vẫn theo cảm nghĩ của em thì cho dù bạn số 2 có như thế nào nữa thì quyết định của em, con tim của em chọn rồi thì em không thay đổi. Trời, trung tình quá, chị thích em ghê luôn. Xin mời ba tổ chức tắt ba tấm hình ở trên và mời hai bạn trở về vị trí của mình. Bây giờ Minh Sù sẽ mời cô gái ở vị trí số 4 ra sân khấu để trò chuyện cùng với tất cả mọi người. Xin mời ạ. An toàn đó chính là cảm giác mà bấy lâu nay em luôn tìm kiếm. Ai cũng nghĩ điều đó đâu quá khó khăn, nhưng sao bản thân em cứ mãi một mình. Anh ơi, đó chỉ là vì em đang chờ đợi anh, người đàn ông của đời em. Người đàn ông sẽ vì em mà chống lại cả thế gian, chỉ để bảo vệ cảm xúc của người mình yêu. Em đang ở đây và sẽ chờ đợi anh. Yên tâm ra đây. Nào, chia sẻ tí xíu về cảm xúc của mình. Nói chung là phải tạm chia tay rồi, nhưng mà cảm giác của em như thế nào khi đến tầm giây phút bây giờ? Dạ thì lần đầu tiên em tới với chương trình này thì em được tham gia game show ngày hôm nay thì em rất là vui và có cơ hội được gặp mọi người ở đây và hai anh tham gia cùng chương trình. Em nhớ là ban đầu là cả hai anh đều nói là khi mà em giới thiệu về mình á, cả hai anh đều nói là cũng hơi ấn tượng với bạn số 4, nhưng mà cuối cùng hai anh đều chọn bạn số 2 và số 3. Cho nên là em hơi để ý hai anh, em ghim rồi đó. Ghim nhẹ, thôi bây giờ như vậy, hai ông muốn gì nói. Người anh câu, Tư. Anh rất là xin lỗi em, nhưng mà anh chỉ có một sự lựa chọn thôi, anh thì phải một lòng hướng về số 3 rồi, anh xin lỗi nha. Riêng anh thì thật sự là mình phải chọn theo con tim và lý trí của mình, chứ mình đâu có thể nào mà thí dụ như mình xem qua như vậy thì mình có thể mình chọn được. Thì anh cũng là xin lỗi em rất là nhiều và chúc em sẽ có một người mà vừa ý như em mong muốn. Bây giờ mình tâm sự với nhau tí xíu, em mong muốn chàng trai của mình trong tương lai như thế nào? Đối với em thì em mong muốn anh ấy là một người có đủ khả năng để bảo vệ. Vì sao em lại nói câu? Tại vì nói chung là thì em là công việc của em là vũ công, cho nên là đi tới đi lui và giờ giấc là không ổn định. Cho nên là em đi nhiều như vậy, cho nên là nhiều khi em cũng rất là mệt, hoặc là mỗi khi mà em bị bệnh hay gì á. Nhưng mà hiện tại thì em đang bị bệnh rồi nè. Thì nhiều khi cũng không có ai đúng rồi. Với lại và cái người đó cũng phải hiểu được là tính chất công việc của em như thế nào. Tại vì em cũng hay đi sớm về muộn cái kiểu á. Và người đó phải có đủ bản lĩnh để bảo vệ em và bảo vệ những cái tiếng nói bên ngoài không có tác động vào em. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều vì đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu và chúc cho em sẽ tìm được nửa kia của mình hợp ý nha, hiểu em, bảo vệ cho em trong tương lai. Cảm ơn em rất nhiều. Tất cả sẽ có trong Tần Số Tình Yêu phát sóng vào lúc 21:40 thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.